Thì ta cứ phải đua cái nhờ. 3, 2, 1, bắt đầu. Thì ta cứ phải đua cái nhờ. 5.7 cơ mà, V8 lo gì. Bật lên nhá. Đã bật support alert anh Hùng ơi. Các bạn hãy cổ vũ cho tôi đi nào. Anh Hùng đã sẵn sàng chưa anh Hùng ơi? Sẵn sàng rồi. 3, 2, 1, bắt đầu. Nó là dễ dàng các bạn ạ. Quá dễ luôn. V8 V2 của mẹ quá chất. Được rồi, chờ đấy. Chờ video tiếp theo chúng ta sẽ thi đấu trên đường xấu nhá. Được rồi, 577 ngựa thì của tôi chỉ có 383 thôi. Lexus là thiên về sự êm ái, đâu cứ phải mang ra đua như thế này nhở. Nhưng mà chạy mẹ G nam tính quá anh Hùng ạ. Thì đấy là sở thích của anh, còn tôi thì tôi cứ thích cứ phải là nhẹ nhàng, êm ái, smooth. Anh Hùng cũng biết là khi mà tôi đạp bắt đầu đến turbo mở là tôi có một cảm giác là người mình bắt đầu bị dính vào ghế và hơi có một chút chóng mặt. Rồi cho anh bay trên trời, tôi đi dưới đất. Thế thôi. Và trước khi đến với nội dung chi tiết, xin mời các bạn hãy đăng ký và rung chuông để không bao giờ bị bỏ lỡ bất kỳ video mới nào của chúng tôi nhé. Trong chương trình ngày hôm nay thì mời các bạn sẽ đến với ông Hoàng Địa Hình. Ông Hoàng nào nhỉ? Chủ tịch, xe chủ tịch đang đỗ đây mà dám nói ông Hoàng. Vâng thưa các bạn, LX570. Nếu như nói về dòng G của Mac thì ok, tôi thừa nhận đó là ông Hoàng Địa Hình, giành rất nhiều giải thưởng trên thế giới rồi. Nhưng mà phép vua thì chắc gì đã thắng được lệ làng về Việt Nam nhá. Phải vượt qua chủ tịch này đã, LX570. Chiếc xe này có giá đang chào trên thị trường, nó loanh quanh khoảng 9.2 tỷ. Xe của anh bao tiền nhỉ? Xin chia sẻ với anh Hùng với cả quý vị các bạn là chiếc xe này đang có mức giá bán cỡ khoảng gần 12 tỷ. Gần 12 tỷ, chênh nhau gần về 3 tỷ. Nhưng mà xe này trông hơi nhỏ con, này, nhìn hoành tráng không, lưới tản nhiệt nhá. Hình con suốt cũng rất huyền thoại. Rồi, cam 360. Các bạn thấy xe anh Hùng này, con suốt này nó hơi yếu các bạn ạ. Trông hoành tráng thôi mà hơi yếu. Đây này, khỏe nam tính phải gặp G63 của tôi. Đây, logo mẹc to ở chính giữa nhá. Cũng có cam 360 luôn. Logo AMG. Đấy, còn bên đây, các bạn thấy không? Đèn multi beam nhá. Phải nói là cái cụm đèn pha của G63 là một trong những cái cải cách mà tôi thấy yêu nhất các bạn ạ. Đèn pha à? Đây cũng đèn full LED đầy đủ, cũng có chức năng kiểu như multi beam. Multi beam thì thực ra nó là cái tên marketing thôi, còn đèn full LED này thì đèn thông minh, nhân văn, gặp xe ngược chiều cũng cụp. Gặp xe ngược chiều cũng cụp. Có rửa pha. Đây bên đây cũng có rửa pha, anh Hùng nhìn này, ở bên trên đây tôi có đèn xi nhan ở bên trên này này. Đấy, một cái điểm cực kỳ đặc trưng của những mẫu Mercedes. Đây thì Lexus cũng có đèn gầm hình chữ L, rất Lexus, rất xịn sò. Đấy xem nào. Để xem cái gầm, nhưng mà gì thì gì chứ nhìn cái đầu này nó vẫn hoành tráng các bạn ạ. Các bạn có công nhận với tôi vậy không? Đây, các bạn có thể sang về đây này. Đấy. Quá classic, quá cổ điển luôn. Nó là huyền thoại mất rồi. Thưa các bạn thích xe nào? Vui lòng hãy comment và hãy bình chọn ngay trên góc bên trái màn hình nhá. Góc trái màn hình các bạn nhớ nhá. Xin giới thiệu với anh Hùng với các bạn nhá. Xe của tôi đây, dài 4m8. Đấy. Có các cái chi tiết nhá. Các bạn này nhìn này. Đấy, các cái chi tiết đều được phô diễn ra bên ngoài để lộ hết được cái vẻ classic cổ điển chiếc xe. Những cái đường nét này quá yêu luôn. Đây AMG này, V8 B2O này. Phanh đỏ lòm đúng không? Phanh đỏ lòm. Vành đẹp. Bậc lên xuống đầy đủ. Đây, cái quan trọng nhất ấy vẫn là cái tiếng đóng cửa anh Hùng ạ. Đây. Đấy. Nghe các bạn nghe nó có sướng tai không ạ? Còn để nói về âm thanh thì xin chia sẻ với anh Hùng với các bạn là hệ thống ống xả kép hai bên. Đấy. Mỗi bên hai đầu ống xả luôn. Đạp là nghe bùm bùm luôn. Của anh thì trông xe dáng nó cứng cáp thật. Nhưng mà cứng thì cứng nhưng mà trông nó lại hơi ngắn. Xe tôi dài gần 5m1. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ hai là đối với dòng Lexus ấy thì nó là vẻ đẹp tiềm ẩn. Vẻ đẹp tiềm ẩn. Nó không phải là cái gì cứ phải toài hơ ra như này. Toài hơ ra như này. Mà nó phải ẩn vào bên trong. Cũng không cần V8 kia biết rồi. Mâm vành cũng đẹp. Mà vành thì xe nào chả tùy chọn được. Thậm chí về thay để độ
thoải mái luôn. Ê, cửa thì phập thôi chứ không cạch. Phập. Đấy, rất đặc trưng của Lãnh Sơn. Bô à? Mai tôi về tôi bẻ ra đây. Đây anh Hùng ơi, xe này, đèn hậu LED đầy đủ hết này. Tất cả các đường gân này, vuông vắn đẹp, đèn phanh trên cao. Và cái điểm đặc biệt nhất ở trên G chắc hẳn các bạn sẽ phải để ý tới cái lốp phụ ở phía sau đây. Đặc trưng của những dòng xe địa hình luôn. À, xe địa hình nhá? Con này xe địa hình gì? Đố ông dám mang ra địa hình chạy kiểu như của tôi được. Tôi thử cái LX 570 trên đồng mộ đấy. 13 tỷ và chạy sót lắm. Làm màu thôi. À, nhưng mà nó phải nói nó cũng đẹp. Mà thôi, cái này là theo kiểu biệt thự hiện đại, đúng không? Sang xem biệt phủ kiểu tân cổ điển Địa Trung Hải bên này này. Nói gì thì nói, LX 570 ở cái ao, à quên xin lỗi, ở Việt Nam thì vẫn là một cái đẳng cấp. Anh Hùng thấy sao ạ? Khoa nội thất của tôi nhìn thấy nào? Đấy, trông nó hoành tráng này mà. Không gian của LX 570 dù gì thì gì nó vẫn cứ là bề thế. Nó vẫn cứ là cổ điển. Hiện đại thì thôi, nhường cho anh G. Cửa gió điều hòa là dạng tô bin máy bay này. Rồi tất cả những cái mảng vật liệu được ốp để tạo những cái điểm nhấn ở trên táp lô này, được làm dạng nhôm phay xước đây các bạn này. Đấy. Vô lăng thì xe to nhưng mà vô lăng nhỏ. Có lẫy chuyển số sau vô lăng cũng như anh G nhà kia. Vô lăng thì được làm dạng thể thao nhá. Không phải tròn đâu, hai bên bát và đế cũng là đế cắt luôn. Có cruise control, có hỗ trợ giữ làn, có hắt kính lái, cảnh báo điểm mù, chả thiếu gì cả. Cái điểm mà tôi cảm thấy ưng ý nhất ấy, xin thưa với anh Hùng và các bạn, đấy chính là cái hệ thống giải trí thông tin ở đây, thông tin giải trí ở đây. Đấy, đây là màn hình này, đấy, màn hình này cũng cỡ trên 12 inch. Màn hình thì cũng 12,3 inch. Chữ thì nó to to, theo kiểu rất A Đông đấy. À, giới thiệu các bạn nhé, nói đồng hồ giới thiệu luôn cái cụm ống xả này. Đây, các bạn có thể nhìn vào đây này. Mỗi lần chúng ta đạp ga này, cái đường kim này nó lên cái vòng tua red line này, nhìn yêu thương cực kỳ luôn. Đây, các bạn có thể nhìn này. Các bạn có nghe tiếng gì không ạ? Chúng ta phải biến những cái gì nó đơn giản mà thành nó phức tạp mà thành đơn giản. Cái to to thì ta phải biến lại cho nó nhỏ nhỏ, còn cái nhỏ nhỏ thì ta phải làm cho nó to to. Đồng hồ cũng rất là đẹp. À hay, loa Max Leverson nhá, về đẳng cấp chả thua kém gì cái loa Boommaster cả. Thực ra khi mà đi những cái mẫu xe này thì cá nhân tôi thì tôi thích nghe cái tiếng ống xả của em nó hơn, bởi vì nó uy lực. Và một cái nhá, rất quan trọng. Sau 10 năm, anh em mình làm lại cái đọ tiếp G63 AMG với LX 570 xem như thế nào. Đây là cái hệ thống khóa bi sai này, cầu trước này, trung tâm này, cầu sau. Anh G kia mặc dù là mệnh danh là địa hình nhưng mà tôi cũng chả kém đâu. 13 tỷ mà mang đi địa hình thì cũng sót phết. À, bản Mỹ thì các bạn sẽ thấy rằng sẽ có sửa xây ghế, xây vô lăng, hỗ trợ quay đầu, đi đường xấu, khóa vi sai, kiểm soát lực kéo. Đó. Và chế độ bò đường đá. Các cái chế độ chạy này, số tay này, điều chỉnh hệ thống treo này, tắt cân bằng điện tử này. Và đây các bạn ơi, mời các bạn sẽ đến với một trong những cái điểm mà tôi yêu thích, cực kỳ yêu thích ở trên những mẫu mẹ G. Thì chính là hệ thống ống xả. Kích hoạt cái hệ thống ống xả lên để đạp này. Các bạn nghe này. Sport thì các drive mode tôi cũng có. Comfort này, normal này, sport này, sport plus. Khóa vi sai tôi cũng có. Đấy, khóa vi sai trung tâm thôi. G thì có cái khóa vi sai phải nói là phũ thật. Khóa vi sai trung tâm, khóa vi sai cầu trước, khóa vi sai cầu sau. Gài chế độ hai cầu nhanh, hai cầu chậm. Nâng hạ gầm. Nâng hạ gầm trên LX 570 này thì G có không nhỉ? Hình như không có. Mặc dù là treo thủy lực nhá. Nhưng có nâng hạ gầm và ta có thể tắt nó đi ở đây.
Đối với MacG thì ghế chỉnh điện là đương nhiên rồi, nhiều hướng luôn, rồi làm mát, rồi sưởi ghế. Và đặc biệt ấy là sẽ có cái hệ thống massage ở trên ghế của hàng ghế thứ nhất nữa các bạn ạ. Nhớ ghế lái và ghế phụ. À, chỉ có ghế lái thôi, có 3 vị trí nhớ ghế. Đấy. Có cửa sổ trời, G63 cũng có cửa sổ trời. À, nhưng mà không phải cửa sổ trời toàn cảnh thôi. Rồi. Wow, có hộc lạnh nhá, rộng miên man để có thể là vừa chai rượu đấy, một đùa vài lon bia là cái chắc rồi. Bật vào đây ạ, làm ăn ngay. Da khâu ở trên cửa quả chám nhá, là trùng với cả những cái chi tiết ở trên bề mặt của ghế. Đây các bạn này, đấy quả chám này, lưng ghế cũng quả chám luôn. Không phải nói gì nhưng mà khen có khi hơi thừa. Trên cái hệ thống, cái chất liệu da ở trên MacG này nó quá là đẹp đi, sờ nó sướng. Đây, các cái lỗ thông hơi ở đây đầy đủ hết nữa các bạn nhé. Loa bơm master thì tôi đã giới thiệu với các bạn rồi. Anh Hùng ơi, xe anh có gỗ, xe tôi cũng có những cái chi tiết gỗ này. Ở trên bên trên thì tôi giới thiệu với anh rồi, còn ở cánh cửa đây cũng có nhé. Mà là gỗ đẹp ấy, các cái vân gỗ này rất là đều, được tuyển chọn cực kỳ kỹ lưỡng luôn. Bước lên LX570 trông mình nó cũng đàng hoàng hơn hẳn. À, ghế ngồi rộng rãi, điều hòa mát mẻ, màn hình to đùng phía trước, loa Max Leverson ngay bên cạnh, gỗ, da, đường chỉ may rất đẹp. Úi dồi, điều hòa mát chưa? Cửa gió khắp nơi miên man. Mà này, có khi đi đường bằng ấy là LX570 nó êm tới bất ngờ đấy. Cửa gió điều hòa tô bin máy bay đây, nó đẹp thế này cơ mà. Anh thấy không? Các bạn thấy không? Đấy. Điều hòa đằng sau là chỉnh một vùng ở đây, điều chỉnh riêng hàng ghế thứ hai. Vậy là chiếc xe của tôi có hệ thống điều hòa 3 vùng độc lập. Rồi bệ tì tay các thứ ở đây đều đầy đủ hết nhá. Đấy, lưng ghế cũng có thể ngả được này. Đấy, lưng ghế ngả ra đằng sau này các bạn này. Đó. Về tiện ích. Cắm tai nghe ở đây, HDMI ở đây. Đấy, vân vân. Thế thôi, Lexus mà. Ngồi đây cũng hoành tráng ấy chứ. Nói gì thì nói, mà cái cảm giác ngồi trong MacG, cái hàng ghế thứ hai này, nhất là cái lúc nó đang chạy ấy, nó sướng cực kỳ luôn các bạn. Nói gì thì nói, LX570 tại thị trường Việt Nam nó vẫn là một đẳng cấp. Lexus là gì? Là vẻ đẹp tiềm ẩn, thưa các bạn, ẩn giấu bên trong nó. Và nếu như những ai mà hiểu về cái văn hóa Nhật thì cũng rất hiểu cái triết lý của Lexus.